rau sống nè, đặng tí xíu nữa mình sẽ làm một cái món ăn đặc biệt cùng với mấy dì mình để mời cả nhà nha. Dì Năm với mẹ mình đang làm thịt cả nhà. Mình đốt bếp củi bên đây nè. Rau mà mình chuẩn bị đây có củ cây đỏ, củ cây trắng, ít trái dưa leo, này rau thơm, gấp cá, dưới này có cải nữa nè cả nhà, cải nè, dưới này là cái gì quên tên này ta, này gì mẹ quên tên này, lá cách. Trời phía ngoài trời đang mưa. Đang làm thịt vịt. Anh giới thiệu với cả nhà mình có chuối nữa nè, mình mua 3 trái chuối. Chuối trời tự nhiên vượt con vịt xong nó quên tên chân mẹ. Chuối dòng nè cả nhà, mình có 3 trái chuối dòng. Ớt dầm, giờ mình lặt rau. Con vịt này mình tính là anh ăn thôi. Từ từ giờ mình là thìa đấy. Thìa hả? Thìa. Thìa có rau hay gì đây? Thìa, thìa có rau. Thịt quá. Vịt khổng lồ quá trời ngon. Như vậy già cái gầm thìa. Gập nó chắc cũng là làng chứ. Có làm gì ra được. Chị cũng tự kể đi, từ từ đừng la để cho nó im ái anh nó lại gần cái bờ thôi. Nó đầu đó á, trên không có cỏ gì, nó ở vòng vòng đó. Nó không có chết, nó không ngọt gì đâu chứ. Nó không ngọt rồi. Nó ngọt gì nó cũng phải ra. Nó xỉn rượu rồi. Gì nó cũng có ngóc lên chứ. Chừng vợ đang dĩa lông rồi. Dĩa lông gì mà lông. Bơ. 4 tháng ăn mới ngon. Dạ, con vịt này nó vàng với con vịt. Con nó non hả? Nước không? Dạ. Con này nó già. Tê nói ngược, nó ụt mặt vô, uống nước dây xịt ngoài bờ. Con này nó già chừng nào là chị thấy chị thịt cái dẻ chừng nấy. Bây giờ nó quá chừng ngược luôn. Bắt con vịt này, không bắt được con vịt kia, còn vịt 40 kg không à. Vô tràn nước đi. Tràn nước trong nhà. Ôi chị, ở đó cũng được nữa tôi này. Ôi đây đi. Ở nào có nước nữa luôn. Cái này thì chỉ tạm thôi. Ồ không, ở đây được rồi. Trộn miếng nước vô dạ không. Nước nhà động kinh cả bá. Ôi đây mấy đồ là làm trong nhà chứ không có làm. Ôi nó bỏ bụng lại đó. Lại đó bỏ bụng. Cháy dầu vô đây không? Đốt lửa đây không hả? Đốt lửa đó đi. Đốt lửa đó mình nấu. Đốt cho vô cơm bụng đi trời. 4 giờ mấy rồi. Sao bắt biết người này nè? Phải biết nào. Chứ nào phải. Ừ đó. Bắt biết người này mai cho nó thử cái biết đố không? Sao hỏi biết nào nó biết đố không? Móc quá cũng được. Mới có móc lá dừa không ạ? Đây cả nhà và mẹ mình chặt dừa. Bên đây thì dì Năm mình đang dầu này để được hả? Được. Đâu được. Được rồi không sao, dầu đó em mới xuất ra mà. Dì Năm đang nhóm lửa đặng mình chuẩn bị khìa. Từ ướp tỏi rồi bột ngọt rồi vô đặng mình thìa. Cái đó là tỏi phi vàng này hả? Phi vàng này. Phi sẵn. Nhà cái phần này là cái phần hầm của mình. Dừa vô. Đây cái nhà ơi, đây là cái phần rau sống với lại là chú chát và dưa leo. Nãy giờ mấy dì cháu mình chuẩn bị để tí xíu nữa mình đắp thịt luôn nha, tí xíu nữa đặng mình cuộn. Rồi đắp ra luôn hả? Dạ đắp ra mình chưa chặt nữa. Ôi để vậy đi. Ôi trễ quá trời luôn cả nhà, tại mất tiêu quá cái bắt đầu đi kiếm mà giờ gặp rồi cả nhà. Giờ gặp rồi cả nhà mừng quá. Giờ mình rắc ra rồi nè. Gì vậy ta? Da gì vậy? Ủa bụng ruột ruột hết trơn hả? Không có lấy ruột gan gì trơn hả? Đâu, gan hều phổi nằm đây. Đây cả nhà ơi. Đang nằm đây. Đây nước mắm này cả nhà ơi. Trời tới gì nằm này. Gan này. Đây là cái phần hầm, cái gì hầm với củ cải đỏ và củ cải trắng. Và dì Năm mình sẽ xắt cái phần khìa ra để tí xíu nữa mình cuộn cho nó dễ nha. Không hỏi luôn, khói bay nghi ngút luôn. Đây nước mắm nữa nha. Nhớ mình về nhớ con vịt nó trời. Tại sao ông Năm không uống nước mắm? Thôi trời phải về. Ai cho con miếng cà rốt thích ăn cỡ. Hồi nãy phải mình lấy cà vô ngon quá ta. Mình mời cả nhà thưởng thức với dì cháu mình nha cả nhà. Chào cả nhà vô cả nhà. Trời không bún đâu. Bún không bún. Quên cả nhà ơi, quên bún rồi. Bún này là cái tách tay bỏ cho cái giờ mình làm miếng nó mắm thêm đi mình cho ăn bún ngon không mà thôi ăn vậy được rồi. Bún mình gói mình vô vô trong phố mà cái mắm gì ít chịu vậy mắm chịu thôi tại chị cái máy ăn luôn hết không thêm cho gì tới được rồi con vậy với trời ơi ăn lại đi nào con ngon cảm ơn con nè thử nè hai ba không nổi ô nha nổi đâu. Vậy cô miếng miếng này. Đây mình mời cả nhà nha. Cả nhà ăn bún. Ăn thử trước cuốn. Mời cả nhà bún. Đây gấp bún thêm để lại gấp lên. Gấp đi trong đó. Dao luôn nó cuồng rồi. Đây là cái ăn cục bún này này. Dầu trắng này này. Rồi được. Ngon quá. Rồi cũng như nào mình mời cả nhà nha. Ngon quá. Mình có ngạn buổi sáng. Luôn này luôn cũng tầm tạo quá. Và mùi coi chú dài là gì Tư? Dài quá. Dài hả? Dài. Từ xiêm mà nó dài nó ngon. Xiêm dài dài. Nó cũng vượt vượt rồi người rồi. Dài đi. Này bánh tráng này ngon quá. Tráng ngon á. Cả nhà anh mời cả nhà nha cả nhà. Làm đi cuốn giống cây chèo đi ngủ. Thịt này ngon. Thịt này chiên. Ngọt. Ngon thật. À, bên dì Tư có lá khách không dì Tư? Có lá khách bên đây này dì Tư. Này dì Tư ấy lá khách. Dì Tư thích ăn lá khách hả? Thì để được gì ăn. Đây có lấy khách gì đó. Nước chấm này giống như nước chấm mà bánh xèo. Ừ. Nó chấm bánh xèo. Mình chấm vô đây vừa ăn ha. Ừ, đấy, ở ngoài nó tính đậu mặn mặn mà chấm vô đây vừa ăn à. Này nha. Ăn gì chứ? Ừ. Ăn thịt có. Ừ. Không biết mềm. Năm ăn gì năm? Đó ăn. Này để bằng đại ăn hết cho tôi. Rồi ba giờ mình vô tôi. Không sao. Con gà này bỏ bóng lạnh. Chị Tư lên cao mẹ hai lần rồi chị Tư nói giấc này ăn cao không hết. Này chị Tư mất cỡ. Chứ hỏi tắt camera rồi là chị thôi rồi ăn hết trơn. Ăn gì đó. Ăn quyết đi. Cho nó nhịp. Để ăn. Thì tôi ăn thêm gì thế? Dai hả? Được. Dai đâu. Ngon thật. Cái mực này. Này mực hết chứ này cạp gì đó gì. Đó chứ. Ăn đi thôi, ăn cạp đi đó. Cạp đi. Cạp đi. Đâu sao? Cạp mời cả nhà đi. Ừ. Cạp mời cả nhà. Được. Ê? Con chỉ làm cái con này nè. Bay lên cây ngủ. Mời cả nhà ăn cái cánh vịt nha. Cạp đi. Cho trễ không á. Vịt này có màu nè. Vịt sim, hồng vịt sim mà. Vịt sim mà nó vậy nó lên kiểu như lên gù vậy. Nó có mộng nó. Nó ngày mới mua luôn mới 4 tháng rồi mà lạnh vịt này mập lắm. Mộng rồi đó. Mình cắt như vậy nè. Cuốn mình cắt như vậy nè. Đúng rồi. Mỏng hơn lắm là dày quá trời chị. Con gì ăn lúc nào tối về cả nhà chuột á. Chuột chạy trên tôm gồ gồ chết. Đi nó làm thủy đi vậy. Nó chung vô mấy cái kẹo sắt này nè. Đó. Nó làm tung cái cây. Ngủ. Anh gà là anh dám ngủ. Chuột nó lại. Mừng quá. Đâu đó cắt này ăn tối được tốt. Nhà ơi, thì hôm nay con vịt của mấy dì cháu mình đi bắt về để làm một món ăn đãi cả nhà. Đến đây thì cũng trễ rồi. Mấy dì cháu mình xin phép cả nhà dừng video ở đây nha. Cả nhà xem đến đây nhắn cho mấy dì cháu mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.